Alo, chào các bạn. Hôm nay Hoàng tiếp tục hướng dẫn cho các bạn bộ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trường khoa học tự nhiên. Hoàng hướng dẫn các bạn, đây là bộ đề ngày 4 tháng 6 2017 nha. Được chưa? Hoàng hướng dẫn các anh chị, đây clip này là đề số 1 ha. Được chưa? Hoàng hướng dẫn các anh chị là 4 phần là Windows, Word, PowerPoint và Excel ha. Còn Windows đầu tiên là yêu cầu bạn là tạo hai cái thư mục là lý thuyết và thực hành. Được chưa? Trong thư mục gốc thì Hoàng sẽ tạo ra một cái thư mục, Hoàng đặt tên là thư mục gốc chẳng hạn. Giờ thường thì cán bộ coi thi sẽ yêu cầu các anh chị là tạo một thư mục với cái số báo danh, số máy các anh chị và cái họ tên các anh chị đó. Được chưa? Rồi. Lý thuyết và thực hành. Giờ lý chuột phải new folder. Các anh chị lý thuyết. Lý chuột phải new folder thực hành. Rồi. Sau đó yêu cầu anh chị thực hành thì tạo 4 cái thư mục: Excel, PowerPoint, Windows và Word. Thực hành, lấy chuột phải new Excel. PowerPoint. Windows. Window thêm chữ S nha các bạn. Rename. Thêm S vô. Rồi. Word ha. Rồi. Sau đó gì đây? Lý thuyết thì không có nói gì hết ha. Trong thực hành thôi. Rồi. Tìm và sao chép hai tập tin có kiểu là INE và chưa có nội dung là chuỗi ốp sạch. Đó. Rồi. Giờ cái đuôi là INE nhưng mà có chữ ốp sạch. Giờ ốp sạch kiếm coi nó có không ha. Rồi chấm INE, HTT đây qua rồi. INE. Đó, bạn kiếm ha. Nó tức là có chữ option này nè, nhưng mà option này nó có thể đặt ở giữa, đặt ở cuối hay gì đó, đặt ở đâu cũng được, mẹ nó là chữ option thôi. Được chưa? Mình tìm kiếm coi nó có gì không, không có thì mình tìm tiếp. Đây các bạn chữ option ha. À có chữ S nữa ha, thêm thiếu chữ S ha. Rồi ok, hơi lâu xíu các bạn, tại vì thường mấy cái chứa nó hơi lâu hơn so với bình thường, so với cái đuôi. Dạ, nó có đuôi không thì dễ rồi, nhưng mà này có chứa từ này nữa. Nên mình chờ hơi lâu một xíu. Yeah. Tìm và sao chép hai tập tin kiểu INE có nội dung là chữ ốp sạch vào thư mục Windows. Dạ. Các bạn chờ xíu ha. Cái này coi nó có không nha. Không có mình tiếp. Tức là coi trong máy của Hoàng có không. Nhưng mà trong bài thi á các chị chắc chắn nó sẽ có. Đây Hoàng không có rồi. Không có thì Hoàng có thể cho nó bắt đầu bằng dấu sao. Dạ, và kết thúc bằng dấu sao luôn. Rồi có không ha. Rồi. Rồi. Đó. Tức là option nó có thể nằm giữa. Đúng không? Rồi không có luôn. Rồi không có luôn thì Hoàng sẽ dùng thay thế một cái tập tin INI nha các anh chị. Rồi. Hoàng sẽ thay thế một tập tin bất kỳ. Nó là đuôi INI. Rồi thằng có rồi, lấy hai cái bất kỳ, tìm mà không có nha. Giờ còn cái gì tạo tìm như vậy nó sẽ có nha. Tôi yêu cầu chép vào thư mục Windows. Giờ rồi đặt thuộc tính chỉ đọc, nếu chuột phải rồi bánh tay read online. Rồi sau đó người ta yêu cầu sao chép vào thư mục Excel, sao chép hai này đem vào thư mục Excel. Sau đó yêu cầu anh chị đổi phần mở rộng thành TXT, nhấn chuột phải rồi bên tay chấm TXT. Ok. Rồi sau đó nén cái thư mục Windows PowerPoint hai cái luôn thành Windows chấm RAR và lưu vào thư mục làm việc. Được chưa? Nén cái gì đây, Windows và PowerPoint đúng không ạ? Windows nè và PowerPoint, lấy chuột phải nén
đặt cái tên Windows Boy, lấy chuột phải, à nó vô, đặt tên nó là Windows, nó R nó Windows không có ớt ha, nó Windows này không ớt ha, rồi chấm R ok đó. Rồi sau đó yêu cầu lưu vào cái thư mục làm việc, rồi tức là nói chung luôn thực hành này luôn. Ok, xong phần Windows, bây giờ mình tiếp tục qua phần PowerPoint. Ủa xin lỗi, phần Word. Phần Word này các bạn thấy rồi, à ở đây nó chia làm hai trước đây, giải quyết chia làm hai này trước đây giờ. Nhưng mà bạn lưu ý nè, cái khoảng cách này hơi bị rộng ha, đó tức là từ Hoàng Sa cho đến cái gì đây, Biển Đông ha, nó từ Hoàng Sa cho đến Biển Đông. Được chưa? Khí đốt thuộc Biển Đông, khí đốt thuộc Biển Đông rồi đó. Nó có mấy chấm này bỏ đi. Rồi, từ Hoàng Sa Biển Đông. Ok, chia làm sao đây? Nó chia bên trái ít, bên phải nhiều, không có đường giữa. Bên trái ít nè, bên phải nhiều, không đường giữa. Và nó tăng cái này lên, cái cáp nó tăng lên. Ok, rồi sau đó Hoàng Sa rồi kia nè, các anh chị thấy nè, tất cả có dấu chết đầu dòng hết. Hôm nè, dấu chết đầu dòng nè. Ok, Hoàng Sa này nó hơi bự ha, nhỏ lại xíu ha, nhỏ lại xíu. Ok, đây nè, chỗ Hoàng Sa nè, và Hoàng Sa nữa, hai cái Hoàng Sa ha, rồi cái từ xưa ha, từ xưa ok, rồi tới Trường Sa, rồi ok, Hoàng Sa Trường Sa in đậm ha, rồi Hoàng Sa nè, rồi Hoàng Sa thứ hai nè, bây giờ tới Trường Sa nè, in đậm ha, rồi tiếp tục, cái này cái quật ạt ha, rồi in nghiêng nè, in nghiêng có mấy chữ in nghiêng, nó in nghiêng sẵn rồi. Cái quật ạt là chữ gì đây? Quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, nó dưới này giờ Hoàng sẽ dùng hai cái chữ này rồi, nó sau đây gạch nối ha, Hoàng Sa gạch nối Trường Sa. Ok, insert quật ạt ha, rồi quật ạt nó sau đây có bóng vô ha. Ok, thu nhỏ cơ chữ rồi, rồi có cái bóng ha, rồi đem lên trên. Rồi cái chữ cái nét dài nè, anh chị chỉnh từ chỉnh ha. Nghe chữ hơi bự rồi các bạn, à, thu nhỏ cái chữ 20 thôi. Đó, đem xuống đây. Ok, đó. Nhưng mà cái lời các bạn nè, nó hơi bự ha, do cái lời mình thuộc vô quá. Ok, rồi tiếp tục canh đều ha. Nói gì nữa không? Biển Đông này canh trái ha. Rồi, ok. Tô màu ha, tô màu khối ha.
Đừng bó rồi, sẽ tên hoàn toàn nha các bạn. Ba rác màu cam hay màu gì đây, màu xám ha. Ok rồi, anh đậm đồ kia nó cho bóng đồ kia, anh chị tự tạo phần này ha. Rồi cái này nó có thể là gì đây? Cái này á các bạn nhìn này, nó có thể là có thể là một cái bảng, có thể là cái bảng được nha các bạn. Đó, bảng giờ gồm một dòng nè, hai dòng nè. Giờ cái này thì ba dòng, này nó riêng đó, ba dòng có cái bảng gồm có ba dòng và hai cột, ba cột chứ, thằng này cột giữa nó là ba cột đó, ba dòng ba cột. Hay cho một cái bảng ha, có thể nha các bạn, có nhiều cách đó mà. Rồi cái dòng đầu tiên các bạn thấy quần đảo Hoàng Sa nè, internet ha. Rồi quần đảo Trường Sa là bên đây. Rồi cái thằng này internet ở trên về. Rồi bạn có biết, bạn có biết cái chữ bạn có biết nằm đâu không? Có đánh vô nó này cũng vậy, internet ở trên về. Rồi này thu lại, thu lại nó rộng ra xíu đây. Ok rồi, quần đảo Trường Sa, Trường Hoàng Sa, Trường Sa ha, hai dòng này in đậm ha, tăng cả chữ lên canh giữa, cái nền nền màu đen, chữ màu trắng, màu nền màu đen. Rồi chữ màu trắng rồi. Ok. Rồi gộp ô từ đây đến đây, nếu chuột phải mình go sao. Đánh chữ gì? Bạn có biết, bạn có biết ha. Bạn có biết. Bạn có biết. Ok. Rồi, cái dòng này đem vô đây, đem vô đây. Rồi bạn có biết, bạn có biết thì đổi hướng đánh chữ ha, layout nè đó, đổi ngược lại. Rồi nó sau đây cành ngay chính giữa ha. Rồi ok. Rồi xung quanh thằng này bỏ mấy cái đường này ha các bạn, design nè, lấy đường ngoài ha, bỏ đường giữa ha. Ok, bên đây cũng vậy. Ok, border nè, lấy đường ngoài bỏ đường giữa. Còn này đó, bỏ hai đường trên. Ok. Rồi, tiếp tục. Cái này in đậm ha, tô màu ha. Rồi này, cái tay, chọn cái tay cho chỉ ra. Ok rồi, nhưng mà thu lại, thu kéo ở đây xíu nha, nó đi hơi quá rồi. Nó ở đây cũng vậy nè, nó đây cũng được. Ok à, bên đây cũng vậy ha, bên đây cũng có cái tay ha, cái hôm nè, cái tay nè. Rồi thu lại các bạn qua đây xíu ha, các anh chị di chuyển lại nó cho đẹp ha. Ok rồi, bạn có biết này in đậm đặt táp ha, in đậm nè, đặt táp nè. Rồi táp phải ha các bạn, nó cái đường gạch ha, đường chấm hay đường gạch gì đây, đường chấm ở phía trên ha. Ok set. Ok rồi, trong bảng muốn chạy được là nhấn control tab ha. Rồi tô màu nữa thôi. Tiếp tục, bên đây cũng vậy, nhưng bên đây không in đậm ha các bạn,
Rồi, cũng đặt cái tab ha. Tab phải nè. Cái đường trên nè, test ok. Tô màu thôi. Rồi, nhấn trong bảng thì Control Tab. Rồi. Cái đường ngoài này có thể hơi đậm hơn xíu ha. Nó mấy cái đường có thể đậm một xíu. Được không? Đó. Design nè. Thôi làm từng cái đi, hai cái sợ bị lỗi lỗi ha. Rồi border system nè các bạn. Được chưa? Nó các anh chị chọn cái đường nó khoảng 1/4 nè. Ok, bên đây cũng vậy ha. Nó border system ha, đường nó khoảng 1/4. Ok rồi, trích cái này đó, canh phải phải ha. Này nó đi xuống quá cho lên thấy. Rồi canh lại phải nè. Rồi nó có gì đâu. À cái này nó di chuyển như vậy thì có thể thằng di chuyển qua đây, nó có thể đặt táp qua đây không chừng, chứ không phải cần lại phải. Bây giờ nó có thể là táp không dừng các bạn. Nó mà giả sử đặt táp ở đây nè, nó có thể là táp không có được đó. Và đó mà rồi sau đó dưới này sao rồi gạch một cái đường ra đó. Thằng vẽ một cái đường ra cho các anh chị ha. Rồi sau đó anh chị đổi cái loại đường nó bự xíu ha, màu đen ha. Nó rồi cái đường nó không phải là đường này các bạn. Nó anh chị phải là cái mo nè, anh chị kiếm cái loại đường đó đây. Đó. Nó hơi nhỏ ha, tăng lên nè các bạn. Nó cho một thu lại nè. Đó, cỡ này đi. Mình đem lên nè. Đúng không? Do mình thao tác thôi. Nó hơi bự nha, các bạn tự thấy là nhỏ rồi nha. Đó là chỉnh trong đó thôi. Rồi. Hoàng vừa hướng dẫn xong bạn anh chị phần bó bôi. Bó phần Word. Bây giờ Hoàng hướng dẫn tiếp anh chị là phần bó bôi. Bó bôi này các anh chị cần một cái nền nè, hai cái nền này giống nhau ha. Rồi. Anh chị mở Microsoft bó bôi lên ha. Rồi, để coi cái nền này mình có không ha. Cái nền có nước màu xám này ha. Giờ không biết là mình có không thì không biết nha. Đó, mình kiếm thử coi. Màu xám xám của thằng này nè, mà xéo không giống nè. Đó, này xéo không giống nè. Nó hình nước nước. Rồi, tức là không có. Nếu không có thì bạn dùng cái khác mình thay thế cũng được không bạn. Rồi, đó, hãy sử dụng cái background này, kiếm cái background này, có background nào tựa tựa nha ha. Rồi, không có luôn. Đó, nó có thể hình nền để ngoài vô ha. Rồi, hàng dùng một cái nền nền xanh nhạt này đi. Giờ hai cái nền giống nhau. Đó. Ok. Rồi. Hoàng có thói quen luôn bỏ những cái thứ này. Thôi không cần. Ở đâu mình chỉnh đó. Coi đời cho gì đây. Hình trái tim vẽ 3D lên ha. Ghi chữ Hoàng Sa Trường Sa ha. Rồi là của Việt Nam ha. Ok, bây giờ vẽ hình trái tim ra. Đó, hình trái tim đây. Rồi. Do độ dày 3D đó thì anh chị vô format nè, anh chị ngồi đó anh chị chỉnh ha. Đó, độ bóng 3D, độ dày được kia nó làm sao đó. Bây giờ vô pseudo là các anh chị chỉnh ha. Đó, muốn dày lên nè. Nó quay nè. Đó, thấy không? Rồi. À cái này độ dày chỉnh một chục. Đây đây, 3D format nè. Đó, anh chị ngồi anh chị chỉnh cái chụp SI độ dày nó như thế nào đó. Cho anh chị chỉnh ha. Đó, để tạo được cái bóng dày nè anh chị thấy không? Đó, anh chị đổi cái độ rồi kia này nọ.
Đó, vậy đây nè. Đó, tức là do các anh chị á điều chỉnh cái thông số cho nó ha. Rồi chữ cái nền này đổi qua nền màu đỏ đúng không ạ? Ok, được không ạ? À, cái nền vàng, cái bóng màu đỏ ha. Cái viền, viền màu đỏ. Viền màu đỏ. Nền màu xanh đây. Nền màu trắng hả? Nó. Rồi cái bóng này anh chị ngồi đó anh chị chỉnh ha. Anh chị chỉnh trong cái thông số trong đây đâu kia nè. Được không? Đó. Từ từ nó sẽ ra. Nhưng mà mình thì không có đủ thời gian. Giờ nếu Hoàng hướng dẫn các bạn vậy thì nó quá nhiều, quá dài, quá lâu. Giờ các anh chị sẽ bị rất là đuối. Được. Chỉnh rất là nhiều thứ. Anh chị có được cái đó. Đối với 26 các anh chị làm dễ hơn. Được chưa? Nó nhanh hơn. Rồi các anh chị Hoàng Sa Trường Sa ha. Cái này quận hạt ha. Được không? Anh chị anh sợ anh chị quận hạt ha. Được. Anh chị ghi chữ Hoàng Sa Trường Sa thôi. Hoàng Sa gạch nối Trường Sa. Tôi không có gạch nối anh chị. Hoàng Sa Inter xuống Trường Sa thôi. Ok, anh chị đem vô đây thôi. Đó. Anh chị muốn táp ra cho thì táp ra. Đó. Thì cái này bự ra xíu. Được không? Rồi. Tiếp tục là của Việt Nam, của bà tiếp ha. Như sờ nè, của bà nè. Các anh chị muốn đổi chữ đồ ghê thì anh chị đổi nha. Còn Hoàng dùng một cái phông chữ, Hoàng viết chữ bình thường ha. Được không? Do Hoàng đã hướng dẫn, Hoàng có nhiều clip đã hướng dẫn cho anh chị chỉnh sửa bó bôi đồ kia rồi. Nên này Hoàng chỉ chỉnh sửa đại khái thôi. Được chưa? Hoàng chỉ chỉnh sửa đại khái thôi. Mà không chỉnh sửa kỹ nữa cho các anh chị. Tại nó có những cái thao tác các anh chị lặp đi lặp lại á. Được chưa? Cong lên xíu ha. Đó. Đem ra. Ok. Nó những cái thao tác lặp đi lặp lại ở các đời các anh chị có thể tham khảo. Chữ màu trắng nền xanh ha. Được chưa? Chữ màu trắng nền xanh. Ok. Rồi, slide số 2 các anh chị cần gì đây? Đảo là nhà, biển cả là quê hương. Rồi. Rồi cái này một cái sáp ha. Sáp này có quần à không đây? Cái này chữ bình thường cũng được ha. Nên sệt nè. Giờ cái sáp nè, sáp đứng nè. Nó ghi chữ vô ha. Được chưa? Đảo là nhà. Biển cả là quê hương cấp lóc ha. Đảo là nhà, biển cả là quê hương. Đó. Rồi. Các anh chị này nó làm sao đây? Tăng cỡ chữ lên ha. Rồi có đổi hướng đánh chữ gì không? Không. Đó, tức là một chữ rơi một chữ có thể tăng nữa hoặc là đưa nó vô hoặc là được chưa? Nó có thể đưa vô là cho cái chữ nó nhìn nó đậm lên. Đó. Nếu không á các anh chị cứ viết chữ bình thường này ha. Đó. Chữ này. Chữ màu đỏ này. Màu cam ha. Ok. Mình kéo nhỏ lên xíu ha. Chưa? Đảo là nhà biển. Quê hương, kéo rộng lên xíu ha. Nó chưa đủ chữ hương nè, nó. Giờ khi đủ chữ hương ghê lại kìa. Không sao cả các bạn. Được. Đó. Đây Hoàng coi phong này phong nhiêu đây? 44, Hoàng cho 43 thôi, 42 thôi. Đó. 40 á. Là do mình chỉnh này nọ kia mỗi cái chút chút cho chữ hương nó dài quá các bạn. Được chưa? Rồi nếu không được cái này thì mình tính cái khác. Mình enter xuống.
Đó. Tức là bây giờ mình không được cái này thì mình làm cái khác nữa mà. Dạ. Đó, tức là mọi có nhiều cách nên chỉ là một vấn đề. Rồi đổi qua màu xanh ha. Màu nền nè. Màu xanh nhạt xíu ha. Ok. Rồi, bên đây một cái bảng nữa. Bảng Quốc Hải Cương Hoàng Sa Xứ Tối Nhị Thiên Hạ. Được chưa? Anh chỉ vẽ một cái sáp nữa. Đó. Cũng vậy. Thì anh chỉ đánh nội dung vô thôi. Rồi, nhờ. Rồi, nội dung thì anh chị tự đánh ha. Nó chỉ chữ thôi. Tiếp tục. Một cái hình. À. Lấy bạc đi, đem một cái hình vô. Giờ. Nó. Đây không có hình sẵn đây, hoặc đem với bạn. Rồi sau này đóng tròn lại ha. Thì giống như bên Word cái gì format nè, có tròn nè. Có tròn đường viền đen nè. Này đây. Ok. Rồi. Này bên đây chữ màu trắng ha, các anh chị tự làm này ha. Rồi, y cũ ha. Là size các anh chị xem xanh nè, size 1 tự động chuyển sau 3 giây nè. Rồi. Nó apply to là size 2 cũng vậy. Rồi, Ctrl A nè để chọn ngôi sao màu xanh này, hiệu ứng cho slide nè. Ở bên đây cũng vậy. Đó. Rồi sau đó hiệu ứng chuyển slide nè. Được không? Rồi, xong, phần bỏ bôi. Rồi, tiếp tục Hoàng hướng dẫn các anh chị phần Excel. Microsoft Excel. Rồi. Excel nó yêu cầu các anh chị gì đây? Hãng cộng với hình thức. Tên hãng nè, hình thức nhập xuất nè. Đó. Ví dụ đây. Đây ban business cho tới chữ nhập. Ok. Rồi. Đó. Tên hãng nè bằng VLOOKUP bằng giò ha. Trị giò. Sau đó bảng giò F4 cột 2 cách giò chính xác Enter. Rồi. Sau đó ghép nối. If nếu cái hình thức này nè bằng chữ N thì bạn trả về gạch nối nè, nhập ngược lại cách ra xuất. Nếu bạn không cách ra hồi nó dính liền chữ, bạn đơn hoàn cách ra cho đẹp nè. Panasonic cách rồi bạn. Nè bạn chưa cách rồi bạn, đó nó dính rồi không à. Nè cách ra nè, đó kéo xuống. Ok. Rồi ý tiếp theo đơn giá nhập hay xuất nữa. Ok. Đơn giá bằng VLOOKUP trị giò bảng giò F4 trả về if nếu cái hình thức này bằng chữ N là nhập. Nhập là ứng với 1, 2, cột 3 ngược lại là cột 4, đóng hay if lại cách giò chính xác, đóng hàm VLOOKUP lại sao chép một thức số. Tiếp tục thành tiền số lượng nhân đơn giá nếu là nhập số lượng cho 100 giảm 5%. Rồi thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá nhân if nếu and. Điều kiện thứ nhất nó là nhập. Điều kiện thứ hai yêu cầu là gì đây? Số lượng trên bằng 100. Số lượng lớn hơn hoặc bằng 100 thì giảm 2%, ngược lại 100%. Chúng ta đánh sai gì đây? Rồi như vậy là cái đơn giá này các bạn có vấn đề ha. Đơn giá đây là chuỗi ha, không phải là số ha. Đó. Hoàng có thể bỏ mấy dấu này ha để cho bạn ra được số. Đó, thiếu 3 số 0 ha. Làm vậy. Yeah. Do cái định dạng á, do lúc mà chuyển file các bạn nó bị gì thôi, lỗi chút xíu thôi. Cái này là số nha. Bạn bỏ mấy dấu này để cho thành số rồi. Tại vì nếu không đây là chuỗi các bạn tính toán không được. Được. Nó bằng dùng value đây không được nha mày, tại vì bị cái dấu á. Rồi.
sau đó anh chị sao chép thức xuống thôi, không có gì cả anh chị. Rồi tiếp tục, người ta nói gì đây? Ghi chú là thành tiền lớn hơn 800 triệu thì là khách VIP. Nó bằng if nếu thành tiền lớn hơn 800 triệu thì trả về là khách VIP. Ngược lại để rộng. Nhìn ta. Rồi có ai không đây? Đây, tên tấm mình chưa. Rồi. Sắp xếp tăng dần hãng sản xuất, giảm số lượng. Có chọn ha. Data. So. Hãng sản xuất. Số lượng giảm dần. Ok. Tiếp tục. Đơn giá và thành tiền là đồng. Lấy chuột phải format sale custom dấu thăng phân cách hàng ngàn ba dấu thăng ngoài đơn vị đô la ra tất cả đơn vị khác đặt trong nháy kép. Ok. Rồi tiếp tục lập bảng thống kê. Thống kê này hãng xuất ok bằng hai điều kiện là sum ifs. Điều kiện thứ nhất tính tổng gì đây, tổng số lượng ha, quét cột số lượng F4. Điều kiện thứ nhất các anh chị là Panasonic, quét khối thành tên hàng F4, phân cách đối số ở đây có chữ Panasonic kéo xuống cố định cột ghép nói ship 7, phía sau nó một đống ký tự dùng dấu sao, phân cách đối số. Điều kiện hai nhập xuất, ở đây nhập xuất các anh chị cột quét cột này luôn F4, phân cách đối số, phía trước nó một đống ký tự ghép nói với chữ xuất, kéo ngang các anh chị cố định dòng đô la nằm trước số, nhấn enter, các anh chị kéo xuống và kéo qua. Oh. Được chưa? Panasonic không có đây. Panasonic có nhập thôi chứ không có xuất ha. Nó sáp chỉ có xuất, sáp xuất mà. Xuất và số lượng là 6 mà sao không có. S H A R B. S H A R B. Có thể sai cái gì đó nó không ra đây, do này nó cách quá nè các bạn. Nó Panasonic này nó cách nè. Panasonic họ đánh chữ lại ha. Ok. Cái này cũng vậy. Panasonic. Ok. Ồ, đã hàng kiểm tra lại coi nó bị sai cái gì mà không ra. Lần này bạn ở phía sau nó đóng cái từ dùng sao đúng không ạ? Ok, kéo xuống cố định cột. Ngồi ra đường thần nha. Sát nhập không có luôn hả? Sát xuất phải có chứ. Chính là chỉ xuất thôi coi. Đó, tức là do trong đây đánh bị sai nè các bạn. Do cái chữ đánh bị sai á. Nó sai bất cứ gì đó nó không giống nên nó không ra được số nha. Rồi thì Hoàng vừa sửa xong cho anh chị đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ha. Ngày thi là ngày 4 tháng 6 2017, Hoàng hướng dẫn đây đề số 1 ha. Các anh chị có thể đăng ký kênh để có thêm những cái đề khác. Gần mùa đề thì hiện tại Hoàng đã hướng dẫn các bạn giải khoảng trên 30 đề. Rồi các anh chị có thể đăng ký kênh để xem. Rồi hoặc truy cập kênh để xem nha các anh chị.